Các bạn có biết để đem lại hiệu quả cũng như tiết kiệm chi phí cho một công trình thiết kế trần thạch cao thì yêu cầu cần phải tỉ mỉ từng công đoạn. Tuy nhiên, nhiều người thường có tật là chủ quan lơ là, khiến cho công trình vừa hoạt động được một thời gian thì đã nhanh chóng bị xuống cấp. Và những sai lầm nào cần nên tránh khi làm trần thạch cao? Thế cùng blog Nội thất đẹp tìm hiểu rõ hơn trong video này nhé! Trong video này, blog Nội thất đẹp sẽ chia sẻ cho các bạn về những vấn đề như sau. Trần thạch cao là gì? Có các loại trần thạch cao nào? Ưu điểm và nhược điểm của trần thạch cao? Có nên làm trần thạch cao hay không? Những sai lầm cần tránh khi làm trần thạch cao? Một số những lưu ý khi làm trần thạch cao. Trần thạch cao là gì? Trần thạch cao hay còn được biết đến với tên gọi là trần la phông thạch cao là trần được làm từ rất nhiều tấm thạch cao lắp ghép với khung trần với nhau. Trần thạch cao được kết cấu tổ hợp của rất nhiều lớp vật liệu bao gồm khung xương thạch cao, tấm thạch cao, lớp sơn bả và các vật tư phụ khác liên quan, trong đó khung xương thạch cao có tác dụng tạo hệ kết cấu vững chắc để treo cả hệ trần lên sàn bê tông cốt thép hoặc là kết cấu mái của căn nhà thông qua các tia treo. Tấm trần thạch cao có tác dụng tạo mặt phẳng cho trần, tấm được liên kết trực tiếp với hệ khung thông qua vít chuyên dụng. Lớp sơn bả tạo độ nhẵn mịn, đều màu cho bề mặt trần. Trần nhà thạch cao hiện đang trở thành một trong những xu hướng mới trong thiết kế xây dựng được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Và đây được coi là sản phẩm nhằm giải pháp tối ưu nhất để thay thế các loại trần truyền thống như là tấm trần nhựa, gạch hay là bê tông. Có các loại trần thạch cao nào? Trần thạch cao thì có hai loại là trần nổi và trần chìm. Trần thạch cao nổi đòi hỏi ít kỹ thuật thi công hơn, lắp đặt thì dễ dàng và tốn ít thời gian. Trần thạch cao nổi. Trần thạch cao nổi là loại trần được làm bằng cách thả từng tấm thạch cao từ trên xuống sao cho lấp kín khung định hình trần. Đối với loại trần thạch cao này, khi làm xong phần khung xương thì người thi công sẽ cần một tấm thạch cao và đặt thả cho nó nằm ngay ngắn lên trên khung xương. Thế nên ngoài tên gọi là trần nổi, nó còn được gọi là trần thả, chỉ thao tác đặc trưng khi đang thi công. Trần thạch cao chìm. Trần thạch cao chìm là loại trần có cấu tạo khung xương được ẩn giấu toàn bộ bên trên các tấm thạch cao, khiến cho bạn không thể nhìn thấy các khung xương này. Và nếu chiêm ngưỡng loại trần này, các bạn sẽ thấy có cảm giác giống như trần bê tông bình thường, được sơn bả rất là đẹp lên. Trần thạch cao chìm gồm có hai loại là trần phẳng và trần giật cấp. Trần phẳng có bề mặt tấm sau khi hoàn thiện nằm trên cùng một mặt phẳng. Loại trần này được cấu tạo từ hệ khung xương, đồng cốt và tấm hoàn thiện. Trần thạch cao giật cấp. Được hiểu đơn giản là trần được giật xuống từng cấp khác nhau. Và theo các nhà chuyên gia kiến trúc sư, thì đây là kiểu trần hàm chứa một giá trị nghệ thuật cao nhất. Ưu điểm và nhược điểm của trần thạch cao. Về ưu điểm của trần thạch cao đa dạng cả về mẫu mã lẫn nguồn gốc xuất xứ và tính thẩm mỹ cao, từ đó giúp mang đến không gian sống của ngôi nhà rất nhiều phong cách khác biệt và đáp ứng yêu cầu của chủ nhân ngôi nhà. Và nếu không tinh mắt, có thể bạn sẽ dễ nhìn nhầm trần thạch cao là trần đúc đấy nhé. Có khả năng cách nhiệt và cách âm, chịu nước và chống cháy tốt, an toàn thân thiện với môi trường. Thạch cao thì có độ bền cao, không bị ẩm mốc, từ đó có thể sơn hoặc là treo các vật dụng trang trí, tạo phong cách vẻ đẹp riêng cho không gian ngôi nhà của bạn. Nhờ đặc tính nhẹ và công nghệ tạo bọt hiện đại, thạch cao thì không bắt lửa, không sinh khói bụi giống như một số loại vật liệu khác. Về nhược điểm của trần thạch cao, bên cạnh những ưu điểm vượt trội kể trên, thì vẫn còn đó một số những nhược điểm khó có thể tránh khỏi của trần thạch cao, cụ thể như sau. Kỵ nước. Đây là nhược điểm lớn nhất khi nhắc đến trần thạch cao. Chính vì vậy, trong quá trình làm với loại trần này, bạn hãy kiểm tra thật kỹ càng để có thể chắc chắn rằng không có bất kỳ một phần nước nào bị rò rỉ.
chân bị co lại. Trải qua trong quá trình thời gian sử dụng, chân thạch cao sẽ bắt đầu co lại, từ đó nó sẽ bắt đầu xuất hiện các vết nứt và gây mất thẩm mỹ. Dùng khung xương. Những công trình có mái tôn thì đôi khi trong quá trình làm chân thạch cao thường gặp một số vấn đề, và nhiều nhất chính là phần khung xương bị rung do sự ảnh hưởng của thời tiết. Và chính vì lý do này mà trần nhà sẽ nhanh chóng xuất hiện những vết nứt. Có nên làm trần thạch cao hay không? Làm tăng vẻ đẹp thẩm mỹ cho ngôi nhà. Tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà luôn là lý do khiến cho trần thạch cao trở thành xu hướng trang trí nhà ở hiện nay. Và cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa có một chất liệu nào thay thế các tấm thạch cao trong việc tạo hình và thiết kế các kiểu dáng trần đa dạng đến như vậy. Hơn thế nữa, hiện nay thì các tấm thạch cao rất là đa dạng với các kiểu dáng hoa văn để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn. An toàn hơn với người sử dụng. Trần thạch cao thì hoàn toàn không độc hại, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Thành phần của nó chủ yếu là muối canxi sunfat và các phân tử nước, và đây đều là những nguyên tố hóa học không gây hại đến sức khỏe của con người. Ngoài ra thì trần thạch cao không sinh bụi bẩn, thân thiện với môi trường. Và chính vì vậy, hoàn toàn có thể yên tâm nếu sống và làm việc trong các căn phòng được thiết kế bằng trần thạch cao. Trần thạch cao có tính độ bền cao. Trần thạch cao còn có tuổi thọ lâu dài nếu không bị tác động của nước hay tác dụng mạnh của gió làm ảnh hưởng tới độ phẳng của khung xương, thì tuổi thọ ước tính của trần thạch cao là 50 năm. Tiết kiệm thời gian và chi phí thi công. Quá trình làm trần thạch cao được thực hiện khá là nhanh chóng với các vật liệu theo các khuôn có sẵn. Đồng thời, chi phí làm trần thạch cao lại tiết kiệm hơn rất là nhiều so với các loại trần khác như là nhôm, mái bê tông. Những sai lầm cần phải tránh khi làm trần thạch cao. Khi làm trần thạch cao sẽ có cách đúng và cách sai, và các bạn nên biết để tránh những sai lầm đó. Dưới đây sẽ là một số những sai lầm thường gặp khi làm trần thạch cao, cụ thể như sau. Không xác định được kích thước của vết nứt. Nếu như có một vết nứt nhỏ trên trần thạch cao của nhà bạn, bạn có thể sử dụng bột bả để lấp đầy hơn là vá nó. Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với các vết nứt nhỏ hơn từ 2 đến 5cm và không có sự chênh lệch về màu sắc. Còn nếu thạch cao bị ố vàng, các bạn sẽ cần phải thay thế một phần diện tích của trần và vá nó lại đúng cách. Không tìm hiểu rõ nguyên nhân. Có thể trần thạch cao nhà bạn được hiểu đơn giản là quá cũ và cần vá một số chỗ. Và có rất nhiều lý do đằng sau sự xuống cấp đó, có thể là do sự ẩm ướt hoặc một số loại các vấn đề về kết cấu. Vậy nên các bạn phải tìm hiểu và khắc phục được các nguyên nhân gốc rễ khi bạn sửa chữa trần thạch cao. Nếu không, bạn sẽ phải sửa chữa lại chúng một lần nữa trong một vài tháng đấy nhé. Phá các phần thạch cao đã cũ. Không nên loại bỏ phần trần thạch cao đã cũ bằng cách đập phá. Bạn nên sử dụng một cái đục hoặc là búa và cắt chúng ra theo các hình khối như là hình vuông hoặc là hình chữ nhật để thay thế. Và sử dụng canh này dễ dàng hơn rất là nhiều khi cắt, và các bạn có thể tạo được những miếng vá phù hợp mà không phải mất quá nhiều công sức đâu nhé. Không chú ý đến hệ khung trần. Khi các bạn gỡ bỏ một phần của trần nhà để thay thế, các bạn phải chắc chắn rằng có một khung xương chắc chắn để nâng đỡ tấm thạch cao khi chúng được lắp vào. Bởi nếu trần thạch cao của bạn được hỗ trợ bằng hệ khung xương chắc chắn thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ với các lưới thép thường được sử dụng trên các bức tường, bạn sẽ cần để lộ một phần dầm để đính kèm các tấm vá thành công. Các miếng vá và vách thạch cao cần phải nhỏ hơn so với lỗ được khoét để chúng ăn khớp lại với nhau. Bắt vít sai cách. Không nên chỉ bắt vít ở mỗi góc của tấm thạch cao khi các bạn đang đặt một bàn vá trên trần thạch cao, bởi các mối vít nên được làm cách nhau khoảng 13cm để tạo ra sản phẩm tốt nhất, phù hợp và an toàn nhất. Không bả trước khi sơn. Nhiều người khi thay tấm thạch cao xong thường sơn luôn, điều này sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ cho trần thạch cao. Vậy bạn nên sử dụng băng lưới để xử lý các mối nối xung quanh của bàn vá, bả lại chúng để tạo một bề mặt bằng phẳng trước khi sơn bạn nhé. Một số những lưu ý khi làm trần thạch cao. Dưới đây là những lưu ý khi làm trần thạch cao mà các bạn có thể tránh. Xây phần thô rồi mới tìm đến các giải pháp về thi công trần. Không quan tâm đến chất liệu của nguyên vật liệu trần thạch cao. Tham rẻ mà lựa chọn đội ngũ thi công kém chất lượng. Và hy vọng qua video này, blog Nội Thất Đẹp sẽ giúp ích cho bạn có cái nhìn rõ hơn về những sai lầm cần phải tránh khi làm trần thạch cao các bạn nhé.
Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.